Hello, xin chào tất cả mọi người. Clip này thì mình sẽ làm về khẩu QBZ03 National Day, có nghĩa là ngày Quốc Khánh. Anh em có thể lấy nó trong cái nhiệm vụ hàng ngày. Đấy, cái nhiệm vụ hàng ngày thì nó ra toàn đồ ngon thôi, mà lại còn free nữa. Nó làm mát ruột tất cả anh em mà. Nhìn cái khẩu súng này, cái vẻ bề ngoài ấy, nó làm mình liên tưởng đến một loài động vật cực kỳ là quý hiếm. Hai vi xin xin cá bằng bơi trong bể nước, cho dây điển xuống, cá bằng chết lăn quay. Rồi, thôi xong rồi, khẩu này nó rất là mệnh. Đấy, mặc dù ping mình nó rất là cao, nhưng mình sẽ cố gắng bắn và sấy các kiểu cho các bạn thấy nó không hề yếu chút nào. Rồi gì vậy? Rồi té thôi, thằng tơ nó móc kìa. Mình hợp nhau đến như vậy, nhưng không phải là yêu. Anh trót vô tình thương em như là em gái thì mệnh. Em gái thôi mà, làm gì mà căng vậy? Rồi, hay lắm DM. Mất bà nó cái giáp rồi. Té thôi, dạo này ping lag quá, em không đú được. Mỗi tội bị ping lag thôi, còn không thì bố mày cân tất và ăn cả đất xung quanh. Ok, té lên đây, 36 kế, lên đây là thượng sách. Đâu rồi, các bé đâu rồi? Tuy là nó mạnh nhưng Dubai nó truy đuổi khiếp quá em ạ. Mình không thể thể hiện cái độ nguy hiểm được cái khẩu súng này. Úi thôi, yếu, cái thích gà gió này, cái mấy thằng này ngáo nhỉ? Biết thế mình lao vào mình ăn luôn cận chiến. Ừ rồi, thôi xong rồi. Nó làm cái gì vậy? Nhanh thế, đành phải buông hết tất cả thôi. Nụ cười mỉm sau bờ môi. Thắm thế à rồi. Không biết nó ở cái phương hướng nào, nó bay xuống ngay trước mặt y như là tóc biến ý. Thằng này hết bà nó rồi, mệt. Ghê vách cái thằng khủng khiếp thật đấy chứ. Mai pha đấy không mình giật mình luôn đấy. Từ cái hồi mới chơi zombie mà chưa bao giờ là có cái kiểu mà làm mình giật mình như thế này. Khiếp thật chứ. Hỏi té thôi. Mạnh zombie nhảy ảo loi như thế sao săn được. Té thôi. Hỏi bọn này nó tại cái ping của mình nó lag nữa nên nó không loát kịp. Nó ở cái phương hướng nào thì mình thực sự là mình không biết là nên đi đâu và về đâu. Rồi, đi thật xa để trở về. Các bạn lại đây, lại đây các bạn ơi. Đấy, mình có hero rồi. Bây giờ thì chả sợ tóc biến hay là tóc gì nữa. Bây giờ tóc nhà nó cũng là thế rồi. Đấy. Rồi, lại đây. Úi dồi, đấy, parkour mà còn rớt như thế này. Mệnh luôn đó. Chả là VL. Đấy, giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag Việt Nam. Thế mình đếch sợ một con thằng nào, nhưng chỉ sợ nó lag thôi. Ghê quá. Rồi, này thì đảo thì mệnh thôi, từ từ thôi bạn ơi. Úi dồi, cái gì vậy? Cào xa VL. Thôi, bình tĩnh thôi. Úi dồi, tơ ngáo này, hay quá. Bạn ơi, bạn hãy duy trì cái phong cách chơi của bạn đi nhá. Thì mệnh. Rồi, ghê vậy. Trời ơi, bao nhiêu là cánh tay nó chạm vào người mình. Bảo làm sao mình sống được. Rồi, ghê quá. Thì mệnh, bàn tay 5 ngón thôi. Nó làm y như là 15 ngón ấy. Ghê thật đấy chứ. Bọn này đang cực kỳ khát máu nên mình phải té rồi. Mình còn có 900 tiết thôi, không thể đú được. Ấy, đú thì chết thôi. Úi dồi, bay này. Mày gì vậy? Mình có làm gì đâu bay khiếp vậy. Rồi mình bắt đầu có cảm giác bất an nó lên một cách bất thình lình. Úi dồi, biết ngay mà, có sai đâu. Mình mệnh. Bọn này trời ơi, nó giơ hai cặp, nó giơ một cặp nhũ hoa vào mặt mình. Đi mệnh, hai quả bưởi đập vào mặt. Ghê thật đấy chứ. Mình bảo làm sao mình sống được. Có một chút gì đó 18 cộng nên anh em xem mà hãy lượng thứ bỏ qua. Đi mệnh ghê quá. Còn là VL. Rồi nó làm mình liên tưởng đến những cái đen tối nhất của những đến những cái bộ phim hai người. Rồi té rồi. Rồi nó lùa cái thùng hàng ý như là lùa vịt. Thì mệnh chết sạch. Rồi hay quá, các bạn chơi ghê quá. Bình tĩnh thôi. Làm gì mà căng, đi mệnh sấy không giật đấy nhở. Sấy vào đầu thì... Rồi ghê. Cái gì vậy? Rồi đi luôn, đi mệnh thằng y tá. À thằng cương thi. Ơ cái thằng cương thi này nó làm cái gì vậy nhở? Thế đích nào kiểu gì nó cũng ở sau lưng mình. Rồi đi luôn rồi, cố làm cái gì cho nó mệt người. Gặp mình là cứ đi luôn thôi. Cái thái độ mà ngáo ngơ đối với mình thì chả có cái từ ngữ gì mà để
nó có đó có thể nói được. Đây rồi, này thì bắn sấy này, bắn sấy như điên, em vẫn cào được thôi. Gì đây, làm gì mà căng? Ô cái thằng kia nó nuốt rồi. Mọi hay lắm bạn ơi, mình khổ sở la liếm nãy giờ, bây giờ phút cuối thì lại bạn lại nuốt của mình. Thì mọi bạn có thấy hổ thẹn với lòng không ạ? Mày nuốt dễ dàng thế cơ mà. Thật là VL, mình sẽ đợi. Rồi 10k máu đi mày, bố mày cân. Lại đây. 10k máu đi nhở. Bây giờ mình phải gọi như là một con bò. Một con bò. Một con bò thì phải làm sao? Không sao, một con bò thì phải ăn thôi. Ok. Rồi chúng ta sẽ đến với trận cuối. Mày nhanh nhanh đấy nhở. Đây đây nào, mỗi lần mình làm zombie ấy, thì cuộc tình nó nhanh cực. Và chúng nó làm zombie thì mình lâu chết lắm. Rồi, đúng rồi. Lại một lũ đi thùng hàng đi mấy. Chả nhẽ mình lại cắt clip khác à. À đu, rồi tình bạn lại chia ly đấy. Cuộc tình nhiều lúc dù đúng dù sai. Đấy, nhưng bị zombie một phát là bị đồng đội nó xé vào mặt liền. Rồi đen cho bạn rồi. Đấy anh em thấy bá không ạ? Thì mấy chúng mà sấy không dần như thế này thì biết phải làm sao? Thôi mình ghim tâm hay ta. Mình thấy nó sấy không dần anh em ạ. Rất là dễ sấy. Đấy, các bạn sấy thấy mình sấy từ xa không ạ? Cực kỳ là chuẩn xác. Thế đây nào mệnh như vậy? Đùa thật chứ. Không biết là mình ghim tâm hay là cái khẩu súng nó bá. Không biết là như thế nào. Mình bắn thì cũng như những cái lần mà mình bắn với những cái khẩu súng khác thôi, không thể là hay hơn được. Thế nếu nó là giật thì vẫn là khó bắn. Hay lắm. Đấy mình không cần nhấp luôn anh em ạ, mình sấy luôn. Tại vì rất là dễ ghim tâm. Như vậy thì mình rất là dễ headshot. Sấy rất là dễ headshot. Đấy ghim tâm mà dễ thì headshot không phải là chuyện khó. Rồi mệnh. Im một lũ đi thùng hàng. Thật là VL. Thì mình sẽ đi làm zombie để cào với bọn lên thùng hàng thôi. Nhìn như thế này ngứa mắt lắm em ạ. Thì không biết phải làm sao đây. Hay lắm. Rồi. Cứ lại gần đây. Mình sẽ cho bạn biết cái sức mạnh của khẩu QBZ Nason ở đây. Mình đọc theo chị Google gì đấy. Nếu mà sai sai thì anh em cũng thông cảm. Mình nghĩ là cũng không sai đâu. Tại vì mình nghe rất là kỹ. Đấy, mình là một người tiếp thu rất là kỹ. Đây rồi. Đây rồi. Ôi dồi, ghê quá. Ôi dồi, gì đấy? Hay lắm bạn ơi. Bạn chơi hay lắm. Bạn rất tốt. Nhưng mình tiếc quá là bạn móc không trúng mình. Rồi thằng Tơ cũng làm sát khí đòi giết mình đây rồi. Cố lên, mình sẽ không chết bởi bọn này. Không biết là thằng Tơ nó lên móc mình không. Mình sẽ cố giết hai con này để mình té đi. Hay lắm DM. Ôi dồi, biết ngay mà, định mệnh. Kiểu gì thằng Tơ nó cũng nút mình. Ôi tuyệt vời. Ôi rồi. Hai ba đường bị mệnh. Nó chặn đầu như thế này thì bố có thằng nào chịu được. Nói cho mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Các bạn xem này thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye. Rồi con bé đẹp vãi. Trời ơi cầm cái súng đẹp vãi nồi. Thế đéo là khẩu súng phế vật. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn các bạn.